Chào anh có lời nhắn nhủ gì đến bà con cùng địa phương mình không ạ? Mình cũng thay mặt cho phường, khu phố thì mình cầu mong cho bà con trong mùa này là mình cứ ở yên ở nhà, thực hiện đúng 5K, khẩu trang, sát khuẩn và không tụ tập để mình đẩy lùi cái dịch bệnh này nó đi. Chứ giờ bạn anh khổ lắm. Trong khi mà làm nhiệm vụ á, có điều gì mà lớn tiếng mong bà con thông cảm. Chứ giờ lực lượng thì mỏng, mà hỗ trợ thì không có người bao nhiêu, nên là nó rất là bức xúc. Nên có gì mà hơi lớn tiếng hoặc có những lời lẽ gì mà nó không phải thì mong bà con bỏ qua. Xin phép đây thì em cũng xin gửi lời xin lỗi đến tới bà con. Tại vì khi mà tụi em làm việc đeo khẩu trang thì có nói lớn tiếng, nhưng mà không phải là tụi em cố tình nói lớn tiếng mà là đeo khẩu trang nên tụi em phải nói như vậy. Mong bà con thông cảm cho tụi em. Khi Tết xong á, cũng mong là bà con về nhà giữ khoảng cách cho bản thân, mình tắm rửa sạch sẽ, mình giữ để giữ sức khỏe. Một lần nữa thì em cũng gửi lời xin lỗi của đến từ tụi em đến với bà con là tụi em cũng có lỡ lời lớn tiếng hay là cái gì, nhưng mà mong cho các cô chú, các anh chị, các em bỏ qua cho tụi con. Trong quá trình mấy con lấy mẫu á, thì mấy con có lớn tiếng với bà con, mong là bà con thông cảm cho bọn con nghe. Tại vì do bọn con phải đeo khẩu trang á, nói nhỏ thì mọi người sẽ không nghe. Mong tất cả mọi người hoàn thành được hết nhiệm vụ. Bình Dương cố lên, mọi người hãy giữ sức khỏe nha. Yêu. Khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung, khoảng cách, khai báo y tế. Yeah.